Hôm nay cô sẽ kể cho bé nghe câu chuyện Ba con cá. Có ba con cá sống cùng nhau trong một hồ nước trong xanh. Xung quanh có nhiều liễu rủ. Mỗi con có một tính cách riêng. Cá màu xanh lục rất lười biếng và không biết chuẩn bị cho tương lai. Cá màu đỏ có phần khôn ngoan hơn và thường đưa ra quyết định hay vào phút cuối. Cá màu vàng thì thông minh và luôn lo xa. Ngày nọ, ba con cá đang bơi lội tung tăng thì nghe có hai người đi ngang hồ nói chuyện. Hồ này có mấy con cá to lắm, hôm nào mình ra đây thả lưới mới được. Ừ, cá mới bắt nấu ăn ngon lắm, mai mình làm luôn nhé. Cá vàng lập tức nói với hai bạn. Hai bạn nghe thấy không, họ sắp bắt chúng ta kìa, chúng ta phải đi nơi khác thôi. Cá đỏ bảo. Biết đâu họ sẽ không quay lại hoặc đi câu ở nơi khác. Nếu mà họ đến thì mình tính. Cá xanh lục thì ngáp dài. Lo làm chi cho mệt, đi nghỉ thôi. Thấy hai bạn thờ ơ như vậy, cá vàng không nói gì thêm và lặng lẽ bỏ đi. Mấy hôm trước, nó mới phát hiện có lối đi dẫn qua một con kênh đào. Cá vàng bèn mon men bơi theo lối này. Rồi từ đây nó lại nhận ra có thể bơi tiếp sang một cái hồ khác. Ngày hôm sau, hai người kia tới hồ nước liễu rủ để giăng lưới thật. Cá đỏ vừa định chạy thì bị sa lưới. Nó liền già chết, nhưng họ vẫn ném nó vào giỏ. Còn cá xanh lục thì mãi ngủ và chỉ khi sa lưới rồi, nó mới giật mình tỉnh giấc. Chỉ trong vài phút, cả hai chú cá đều bị nướng trên lửa hồng. Bé thân mến, bé muốn mình giống chú cá nào? Lười biếng như cá xanh lục hẳn nhiên là dễ sa lưới. Cá đỏ thông minh, nhưng đợi nước đến chân mới nhảy cũng không kịp. Chỉ có cá vàng biết lo xa nên được an toàn. Với mỗi việc mình làm, bé cũng sẽ đạt kết quả tốt nhất nếu biết chuẩn bị trước như cá vàng đấy. Đó chính là bài học dành cho bé, được rút ra từ câu chuyện ở trên đấy.